Tôi tên là Trần Thị Vân Anh. Hôm nay đến với chương trình Nấu Cùng Chuyên Gia, tôi sẽ giới thiệu với các bạn món xôi hoa đậu cán. Nguyên liệu để làm món xôi hoa đậu này, trước hết là để làm hoa thì chúng ta sẽ dùng đậu trắng, đường và bột nếp. Ta sẽ ngâm đậu trắng cho đậu thật nở. Sau đó ta sẽ bóc vỏ, luộc chín đậu và mình sẽ xay thật nhuyễn đậu ra, lọc qua dây để lấy được cái tinh bột đậu thật là nhuyễn. Và tiếp theo chúng ta sẽ xên đậu cùng với cả đường và bột nếp. Xên lửa vừa đến khi đậu đặc dần lại thì chúng ta xên lửa thật nhỏ để cuối cùng sẽ ra thành phẩm là cái đậu nó sẽ đặc như thế này. Sau đây cho tôi sẽ hướng dẫn các bạn trộn đậu để hấp. 500g đậu trắng khô. Tiếp theo ta sẽ cần 20g bột mì. Tiếp theo là 10g bột năng, 10g bột ngô, 10g dầu ăn. Và cuối cùng chúng ta sẽ thêm 10g siro bắp. Chúng ta sẽ đi bao tay để chúng ta trộn đều lên. Sau đó chúng ta sẽ đem bọc kín cái hỗn hợp vừa trộn với cả màng bọc và đem hấp ở lửa vừa trong vòng 15 phút. Đây là đậu sau khi mình đã hấp xong. Thì tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn pha màu. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn pha màu bằng bột màu củ quả. Mình sẽ trộn trực tiếp bột màu vào trong đậu. Tiếp theo mình pha màu xanh. Để làm bông hoa hồng thì chúng ta sẽ có các dụng cụ sau đây. Trước hết là chúng ta sẽ có những cái bộ khuôn cắt. Đây là bộ khuôn cắt cánh hoa hồng này. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái bộ khuôn để cắt lá hoa hồng. Trước hết mình sẽ tạo một cái búp ở trong của bông hoa. Tiếp theo là mình sẽ lấy một chút đậu. Mình vê tròn và mình sẽ đặt lên một cái tấm silicone. Tấm này có tác dụng là chống dính. Mình sẽ gán mỏng ra. Chúng ta sẽ gán cái tấm bột này mỏng khoảng 1mm. Sau đó mình sẽ dùng khuôn để cắt từng cánh hoa hồng một. Sau đó mình sẽ cho vào khuôn để ép. Cái khuôn này sẽ ép ra cái gân như cánh hoa thật. Mình sẽ lăn từ bên trái sang bên phải, từ phải sang trái. Đây, chúng ta sẽ được một cái cánh hoa hồng. Khi đặt vào thì các bạn sẽ đặt cho tôi là cánh hoa sẽ cao hơn cái búp ở trong khoảng 5mm. Tiếp theo mình sẽ gài tiếp theo vào. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm lá của hoa hồng. Lá hoa hồng chúng ta sẽ sử dụng bột đã pha màu xanh. Có thể mình sẽ cho thêm một chút bột pha màu đỏ. Cái lá nó sẽ loang màu hơi đỏ. Lá hoa hồng thì tôi sẽ sử dụng các cái khuôn cắt lá, nó có răng cưa. Tôi sẽ sử dụng cái silicone để nhấn gân của lá hồng. Xong phần lá, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm các cái bông hoa phụ để trang trí. Mình sẽ vê một khối bột ấn vào khuôn. Sau đó gỡ bông hoa từ khuôn ra để tạo dáng ở trên cái xốp cho nó hơi cong các cái cánh lên.
tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần quan trọng nhất. Chúng ta sẽ trang trí các cái bông hoa rất là đẹp lên trên xôi. Trước hết tôi sẽ bơm lên trên xôi này. Cái này nó có tác dụng là sẽ gắn kết những cái bông hoa này với cả xôi. Cái đậu này thì mình sẽ xên nó loãng hơn là cái đậu để làm hoa. Chúng ta sẽ gài lá ở bên dưới. Ngoài ra chúng ta sẽ trang trí thêm các cái bông hoa phụ, bông hoa nhỏ, bơm một chút đậu để làm chất kết dính. Và đây là đĩa xôi thành phẩm tôi vừa hướng dẫn các bạn. Hy vọng là các bạn có thể tự tay làm được những bông hoa hồng rất là xinh xắn để chúng ta trang trí lên đĩa xôi. Đĩa xôi này thì chúng ta có thể sử dụng trong các cái dịp lễ Tết hoặc là trong các dịp đám cưới. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Tôi xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công. Mình đang là food blogger của kênh Chóe Cooking. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn món xôi cốm, một đặc sản của Hà Nội mỗi khi vào thu. Nguyên liệu của chúng ta thì gồm có cốm xanh, đậu xanh, dừa nạo, đường và lá dứa. Sau đây thì chúng mình cùng thực hiện nhé.